Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị là gắn cái ống bóp bột vô chai thuốc bột BMC90 nha cô chú anh chị. Thì một số trường hợp là dễ xử lý ở dưới thấp thì mình không cần mua cây bóp bột, hay là mình giống như là mình thấy ít quá, nhà mình ít quá mình không cần mua cây bóp bột xịn. Bên em sẽ tặng kèm theo cho cô chú anh chị cái này, là cái ống này, với thứ hai là cái đồ bóp thường như cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị thấy gắn vô mình bóp vô. Thì cái này nó vẫn bóp ra hơi vẫn nhuyễn như cô chú chị, nhưng mà chỉ bóp được ở dưới thấp thôi, nghĩa là bắt buộc cái chai bột mình phải nằm ở trên cao rồi mình mới bóp bóp vô mấy chỗ ở dưới thấp. Chứ còn mà nhiều lúc mà mình ở trên trần nhà rồi thì cái cây này là cái ống này bóp khó được nha cô chú anh chị. Thì cái dòng BMC90 thì trên thị trường thì có rất là nhiều, đây mình cứ bóp vô bơ hơi cũng khá nhuyễn của cô chú anh chị. Nếu mà trường hợp mà mình thấy nhà mình ít hay là những cái gác lửng đồ á, mình không có cần, mình muốn tiết kiệm chi phí thì mình không có cần lấy cái mình không có mua cây bóp bột đó, thì mình lấy bên em tặng theo nha. Đây là bên em tặng theo cái ống, cái đầu bóp nhỏ nha cô chú anh chị. Cái đầu bóp nhỏ này cô chú anh chị bỏ khoảng 2/3 bột chai được nha cô chú anh chị. Để cho nó có hơi đó, nó còn hút hơi vô, bắt đầu nó vẫn bóp, nó bóp hơi đẩy ra ngoài. Cô chú anh chị cái cây này là nó nhỏ nên cô chú anh chị bóp vừa vừa thôi nha, hơi vừa vừa thôi. Trường hợp có nghẹt cái thì mình lấy cái kim mình vô, mình đút vô rồi mình bóp vô thì nó cũng đều đó. Nhưng mà cô chú hạn chế mà đút trực tiếp vô nha, sợ nó bị dính dính nghẹt á, mình khó. Mà dính nghẹt xong rồi á, trường hợp dính nghẹt bột á thì mình nên mà một là kiếm cái kim may đồ mình nó, rồi mình thọc vô cái đầu đó cho nó thông. Thứ hai là mình đừng có rửa nước cô chú anh chị, tại vì bột mà dính nước là nó dính trong đó luôn và cô chú anh chị khó xử lý nha. Đây là những cái công cụ mà bên em tặng kèm theo. Còn trường hợp mà cô chú anh chị mà thấy cái nhà mình bị mối nhiều, với thứ hai là khu vực ở trên cao, thì nên mua cây bóp bột xịn đi, là mình bóp vừa nhanh vừa nhuyễn vừa tiết kiệm thuốc. Thứ cái vấn đề nữa là cái cây đó mình sử dụng được nhiều lần nha. Trường hợp mà nếu mà xui rủi nhà mình bị chỗ khác, hay là nhà hàng xóm hay bà con dòng họ gì bị á, thì mình có thể là cho họ mượn sử dụng nha. Còn cái buổi hướng dẫn mà xử lý bột BMC90 đến đây là kết thúc. Cô chú anh chị thấy hay quá, nhớ like, share, đón nhận theo theo. Xin chào, hẹn gặp lại.